Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu về cái vòng lặp while đấy. Về để hiểu thế nào là cái vòng lặp while thì mình sẽ nói đến một cái ví dụ để cho các bạn dễ hình dung về cái vòng lặp while này. Và mình ví dụ đơn giản thôi, thì hồi bé thì không chỉ riêng mình mà các bạn ai cũng có cái đó, ngày xưa thì mẹ hay đi chợ và hay mua kẹo đấy, nên là ở nhà mình, ở nhà thì hay đợi mẹ đưa kẹo về, đi chợ mua kẹo về, thì cứ khoảng 1 2 phút gì đấy thì mình phải chạy ra cổng để xem là mẹ đã về chưa đấy. Cứ như vậy 1 2 phút mình lại chạy ra cổng một lần, cứ chạy như thế cho đến khi mẹ về thì ngừng lại, không chạy nữa đấy. Và vào nhà thì cái vòng lặp while thì nó thực hiện được tạo ra dựa trên cái ý tưởng như vậy đấy. Nó thực hiện một cái công việc lặp đi lặp lại mà cho đến khi gặp cái điều kiện nào đó đúng thì nó sẽ dừng lại đấy. Về sau đây mình sẽ xét một cái ví dụ để cho các bạn dễ hiểu về cái vòng lặp while đấy. Ở đây thì mình đã viết sẵn một cái đoạn code nhỏ về cái vòng lặp while đấy. Đấy. Ở đây thì mình ban đầu khai báo cái điều kiện ban đầu sẽ nó bằng một, và đây là cái cú pháp của lệnh while, câu lệnh vòng lặp while đấy, trong đúng không? Và trong cái dấu nhỏ đây là cái câu lệnh đấy, đây là một cái câu lệnh đấy. Các bạn nhớ đặt dấu chấm phẩy. Ở đây thì cái biểu thức ở trong cái dấu ngoặc này thì nó nếu đúng, tức là nếu mà nó khác không thì là đúng, thì nó sẽ thực hiện cái dòng bên dưới này đấy. Bây giờ mình sẽ chạy cho các bạn xem. Đấy, như vậy các bạn có thể xem nó cứ thế thực hiện mãi liên tục đấy. Vậy thì làm cách nào để dừng nó lại đấy? Thì để dừng nó lại thì chúng ta sử dụng cái câu lệnh break để dừng nó lại. Và ở đây cái từ while này á, thì mình hiểu nghĩa là trong khi đấy, mình dịch là trong khi đấy. Đấy, trong khi cái này đúng thì nó sẽ thực hiện cái dòng lệnh bên dưới này đấy. Ở đây mình sẽ dùng cái câu lệnh break này để ngắt cái vòng lặp while này lại đấy. Ở đây mình sẽ khai báo thêm một cái biến chạy là số lần lặp, số lần thất bại đấy. Mình khởi tạo cho nó giá trị ban đầu sẽ là không. Đấy, mình khai báo cái số lần thất bại bằng không. Và ở đây mình sẽ giải thích về cái đoạn code này. Đầu tiên mình khai báo thất bại bằng một và số lần thất bại về bằng không đấy. Về cái lần while là trong khi cái thất bại này đúng là bằng một đấy, thì nó sẽ thực hiện in ra màn hình là phải thực hiện lại đấy, tức là cái nếu thất bại thì in ra màn hình là phải thực hiện lại đấy. Và nếu cái số lần thất bại mà lớn hơn 1.000 thì nó sẽ ngắt ra khỏi cái vòng lặp và in ra cái dòng này đấy. Còn nếu mà cái số lần lặp mà chưa lớn hơn 1.000 thì nó tiếp tục số lần tiếp tục lặp thêm một lần nữa đấy, cứ như vậy nó cho đến 1.000 thì nó sẽ dừng lại và in ra cái dòng chúc mừng bạn đã thành công đấy. Sau đây thì mình sẽ chạy thử cho các bạn xem.
Đấy, và đây là kết quả. Đấy, thì các bạn có thể thấy thì đây nó đã in ra cái dòng chúc mừng bạn đã thành công. Đấy. Chúc mừng bạn đã thành công. Đấy. Thì những cái dòng thực hiện lại này thì nó đã thực hiện đến 1.000 lần, các bạn có thể đếm. Đấy. Đấy. Như vậy thì trong cái lồng mai thì mình nên sử dụng cái lồng nhiệm break này. Nhưng mà là một cái điều kiện để dừng lại đấy ạ. Để dừng lại cái vòng lặp while này lại ạ. Đấy. Và cũng như cái những cái khẩu lệnh switch của mình nói trước thì cái while này thì mình phải để đặt hai cái dấu móc nhọn này, bởi vì bên trong này là một khối lệnh thì mình bắt buộc mình phải đặt là một cái dấu móc nhọn như vậy. Đấy. Nhưng nếu trường hợp chỉ có một dòng lệnh thì chúng ta không cần thiết phải đặt cái dấu móc này. Đấy. Và trên đây là một cái giới thiệu, một phần giới thiệu về cái vòng lặp while. Cảm ơn các bạn đã xem gọi.